Hello Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Lời đầu tiên Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Thuận An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn đi thăm một căn biệt thự tân cổ điển hai mặt tiền đường, đắc địa bậc nhất thành phố Thuận An luôn. Và thưa quý vị, đây là căn biệt thự của chúng ta. Đó. Greenhouse quý vị nhá. Greenhouse đó. Tuấn Nguyễn không dành tiếng Anh lắm thôi, quý vị thông cảm. Cực kỳ đẹp luôn, tân cổ điển, thiết kế một tầng trệt, ba tầng lầu. Hướng chính của chúng ta là Đông Nam quý vị nhá. Đó. Hướng chính là hướng Đông, còn hướng bên hông của chúng ta là hướng Nam. Đó. Diện tích của căn biệt thự này thưa quý vị là chiều ngang 10m, chiều sâu 32m, 320m2 đất, có sổ hồng và thổ cư là full luôn. Đấy, thiết kế một tầng trệt, ba tầng lầu. Đó, tân cổ điển. Trước căn nhà chúng ta đường đi lối lại quý vị thấy này, đường thông thoáng. Đó, tứ hướng luôn. Đây là bệnh viện, đúng không ạ? Đây là trường mầm non. Đây quý vị, trường mầm non đây. Chúng tôi đứng gần cho nên quay quý vị nhìn không được rõ lắm, đúng không ạ? Ở đây kinh doanh buôn bán thì phải nói là cực kỳ đỉnh của đỉnh luôn. Thiết kế một tầng trệt ba tầng lầu, có diện tích sàn là 1450m sàn quý vị nhá. Đấy. Căn biệt thự của chúng ta có thang máy, có máy phát điện đó, 60MW đó, có điện năng lượng mặt trời quý vị nhá, 200m2. Đấy. Cái lô góc này là đang cho thuê 20 triệu trên một tháng này. Và có 4 kiosk phía mặt tiền bên hông ở dưới trệt. Đó. 24 triệu trên tháng. Tuấn Nguyễn sẽ quay những cái kiosk này cho quý vị xem. Đây. Mặt tiền phía trước đây quý vị. Đã cho thuê 20 triệu trên tháng và 4 kiosk phía sau ở dưới trệt. Đây quý vị, 4 kiosk của chúng ta đây. 1 này, đúng không ạ? Quý vị nhìn này. 1 2 3 và 4 đúng không ạ? Phía sau thì chúng ta dành để lối đi thang máy lên căn hộ ở trên quý vị nhá. Ở phía trên này lầu 1, lầu 2, lầu 3 chúng ta có 19 căn hộ cho thuê. Đấy. Ở phía dưới là có 4 căn kiosk cho thuê quý vị nhá. Đây. Đây quý vị, đó, ở khu vực này là thang máy. Đất của chúng ta thì đến đây. Quý vị nhìn cái tân cổ điển này, đúng không ạ? Đấy, hắt về phía trước là 32m chiều dài, quý vị nhá. 32m chiều dài. Có 4 kiosk đang cho thuê và một mặt tiền cho thuê. Ở trên thì chúng ta có 19 căn hộ. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào phía trước để review hết cho quý vị xem. Công năng tiện ích của căn nhà này lớn cho nên Tuấn Nguyễn review nhanh quý vị nhá. Đây. Đây quý vị nhìn. Một tòa nhà tân cổ điển. Bây giờ năm ngoái thì chủ nhà kêu là 24 tỷ quý vị nhá. Bây giờ đã xuống rồi. Giảm giá. Cho nên Tuấn Nguyễn quay nhanh một video mới báo giá cập nhật cho quý vị. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong này. Đó. Mặt tiền kinh doanh buôn bán cực kỳ đắc địa luôn, đúng quý vị. Đây. Đây là khu vực của nhà chủ ở. Đó, quý vị nhìn này. Tân cổ điển cực kỳ đẹp luôn. Quý vị thấy đẹp lung linh chưa? Toàn đồ xịn. Anh chủ nhà bên xây dựng quý vị nhá. Cho nên quý vị yên tâm về căn nhà này đi. Thiết kế cực kỳ hiện đại. Độ chắc chắn có dư luôn. Ở đây thì chúng ta vừa kết hợp phòng khách, vừa sân xe hơi, vừa khu vực bàn phòng ăn, phòng bàn bếp được. Và đây là cầu thang. Tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết. Biệt thự thì quý vị biết rồi, đồ nội thất ở trong đây thì không hề rẻ tiền một chút xíu nào.
Và Tuấn Nguyễn xin thưa quý vị là Tuấn Nguyễn review nhanh quý vị nhá, bởi vì diện tích căn biệt thự của chúng ta rất lớn. Đây. Có ai trong đây không? Mở cửa giùm em với. Đây là khu vực sinh hoạt chung. Sinh hoạt chung của chúng ta đây rất nhiều. Đây, con của chủ nhà chơi đồ toàn đồ chơi không? Đó, khu vực cuối đồ. Đấy. Anh cứ mở cửa đi, em đi nào. Đây, tất cả đều tân cổ điển hết quý vị nhá. Đây là khu vực của gia đình chúng ta sinh hoạt. Đây là cái phòng trưng bày đồ cổ của anh này. Đó. Quý vị thấy chưa? Toàn đồ cổ không? Đấy, quý vị thấy đỉnh của đỉnh chưa? Đấy. Gia chủ có điều kiện là hay không là quý vị nhìn là quý vị biết rồi đúng không ạ? Toàn sưu tầm đồ cổ không? Đó. Rồi, chúng ta lên lầu. Ở trong này là có phòng ngủ đúng không anh? Đây là có phòng ngủ quý vị ạ. Tôi Nguyễn quay qua cho quý vị xem. Phòng ngủ rộng mênh mông luôn. Đồ rất nhiều, đúng không ạ? Đây là phòng vệ sinh. Cửa tất cả bằng gỗ đỏ hết quý vị nha. Tuấn Nguyễn đang nói với quý vị là Tuấn Nguyễn review nhanh cho nên những cái thước phim này nó không được được hoàn chỉnh. Quý vị thực lòng quan tâm đến căn nhà này, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây, chúng ta cùng trải nghiệm căn biệt thự này. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ và phòng sông hơi quý vị nhá. Đây. Chúng ta có phòng sông hơi luôn, điện hơi tối xíu. Anh có thể mở sáng lên được không? Sông hơi không có sáng. Đây là phòng vệ sinh. À, phòng vệ sinh của biệt thự là nó như thế này quý vị này. Công năng oxy kê luôn, rộng rãi full. Đấy. Phòng sông hơi là không có sáng quý vị nhá. Tuấn Nguyễn cũng hơi quê, hơi lúa xíu. Đó, quý vị thấy không? Có phòng sông hơi. Đây là sảnh khu vực sinh hoạt chung. Đấy, tranh nhánh này, hoa văn phào chỉ đều tất cả tân cổ điển, đèn pha lê. Hai phòng khách, hai phòng ngủ cho khách. Đây phòng ngủ cho khách. Đây là phòng ngủ cho khách quý vị này. Đó, rộng mênh mông bao la luôn. Chúng ta về thì chúng ta thu dọn lại, sắp đặt lại chút xíu đúng không ạ? Đây, phòng ngủ cho khách. Đây là phòng ngủ cho khách tiếp theo. Và quý vị biết rồi, anh chị đang thu xếp đồ đạc cũng như là sắp xếp lại trong căn nhà này thì quý vị nhìn là quý vị biết rồi. Anh chị cũng muốn bán căn nhà này để về quê quý vị nhá, lớn tuổi rồi. Căn phòng thờ rất là chỉnh chu, nghiêm trang và rất là đẹp. Đó, quý vị thấy không? Căn phòng thờ của đại gia nhìn nó khác liền đúng không ạ? Tuấn Nguyễn cũng xin phép anh chủ nhà rồi, cho nên quay qua cho quý vị cảm nhận được. Đấy, cái nào mà được phép của chủ nhà thì mình mới quay, đúng không quý vị? Còn những căn biệt thự khác thì khu vực trang nghiêm thì Tuấn Nguyễn quay qua thôi. Nhưng mà căn này thì anh chủ nhà cho phép Tuấn Nguyễn quay. Đấy, thì Tuấn Nguyễn sẽ quay cho quý vị xem tất cả bằng gỗ gõ đỏ này. Bậc cầu thang lên xuống 1m2, rộng mênh mông luôn. Ở giữa chúng ta có giếng trời. Đây. Đây là gọi là tòa nhà quý vị nhá. Tòa nhà biệt thự chứ không phải căn nhà căn hộ gì nữa. Đây là tòa nhà biệt thự. Đây lên lầu 3. Quý vị ơi, sân thượng lầu 3 của chúng ta mênh mông bao la luôn. Trên đây thì quý vị muốn làm gì quý vị làm. Đấy, thích vẽ rồng vẽ voi gì. Đây là hoàn toàn bộ mặt tiền phía trước đây. Đây. Đó. Một không gian phải nói là mênh mông bao la luôn. Phía trước chúng ta là bệnh viện đúng không ạ? Phía bên phải kia là trường mầm non. Chúng ta còn đòi hỏi gì nữa đúng không ạ? Khu dân cư cao cấp. Bên này là làng chuyên gia, khu Việt Sinh, thành phố Thuận An.
Đây quý vị nhìn, đây là toàn biệt thự không. Cho quý vị nhìn những cái nóc nhà biệt thự là quý vị mới biết được, đúng không ạ? Toàn bộ màu đỏ đây, toàn biệt thự không. Làng chuyên gia quý vị nhá. Trong này là chỉ có biệt thự không, không có nhà nhỏ. Đó. Đấy, ngay ngã tư mặt tiền đường đắc địa nhất thành phố Thuận An. Đó, quý vị ở trong này quý vị đã thấy hài lòng chưa? Đấy, ở đâu đông người là ở đó kinh doanh tốt, đúng quý vị. Anh cũng lớn tuổi rồi, không còn sức để mà kham những cái tòa nhà rộng lớn như thế này nữa. Thật sự là quá sức. Trên mái đây, Tuấn Nguyễn sẽ cho quý vị xem cái dàn năng lượng mặt trời tiền tỷ ở trên này. Đây, và cái điện năng lượng mặt trời này thưa quý vị là chúng ta đã ký hợp đồng để bán điện quý vị nhé. Đây, thật sự mà có những thước phim như thế này thì đôi khi phải mạo hiểm quý vị ạ. Đây, dàn năng lượng mặt trời của chúng ta đây quý vị. Hệ thống chống sét luôn quý vị nhá. Đây, đây hệ thống chống sét đây. Đấy, phải là mắt thấy tay sờ, đúng quý vị. Một dàn năng lượng mặt trời 200m2, chúng ta hợp đồng để bán điện quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy chưa, toàn cảnh của thành phố Thuận An của chúng ta đây. Tất cả màu đỏ đây là biệt thự nhà chuyên gia hết. Đây, quý vị nhìn hình ảnh này. Đó, không khác gì thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Rồi, anh đi xuống trước đi. Trường học, bệnh viện sát bên nhà luôn. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review một cái thước phim đầy đủ cho quý vị xem. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi xuống dưới cầu thang này, quý vị thấy không? Cực kỳ nguy hiểm luôn. Đây. Không cẩn thận là quý vị mà thấy Tuấn Nguyễn tạm dừng ở khúc này là biết rồi đó, biết lý do tại sao đó, rất nguy hiểm quý vị ạ. Rồi xong, quý vị ơi, Tuấn Nguyễn còn nghiệp dư quay bằng điện thoại. Có nhiều anh em người ta quay flycam cho quý vị xem, đúng không ạ? Nhưng mà Tuấn Nguyễn còn nghiệp dư lắm, quý vị thông cảm. Đây là 9 phòng lầu 3. Đây là 8 phòng của lầu 3 quý vị nhá. Còn lầu 2 và lầu 1 nữa. Đây Tuấn Nguyễn quay qua những cái phòng này cho quý vị xem. Căn nhà này rất là phù hợp cho quý vị vừa ở, vừa kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc là căn hộ cho thuê. Đây, quý vị thấy cái nhà vệ sinh mà có cái view này, đẹp chưa? Đấy, vừa là nhà vệ sinh vừa làm khu vực phơi đồ được, thông thoáng, đẹp chưa quý vị? Đó, nơi ăn trốn ở. Rất là phù hợp với lại, đây là phòng số 2, Tuấn Nguyễn quay qua thôi, đúng không ạ? Đây hệ thống phòng rất là nhiều. Đây quý vị nhìn đây. Đó, đẹp lung linh luôn. Giường chăn ga gối nệm, nhà vệ sinh đầy đủ hết quý vị nha. Đây là lầu 3 nha. Chút xíu Tuấn Nguyễn mới xuống lầu 1, lầu 2. Tất cả đều có phòng hết. Đây quý vị, phòng nào, căn nào cũng giống căn nào. Đấy, thì Tuấn Nguyễn xin giới thiệu cho quý vị biết, rất là phù hợp kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, căn hộ cho thuê. Đấy, đấy, trong căn hộ cho thuê thì có bếp này, đó, khu vực rửa này, rồi là nhà vệ sinh này, đúng không ạ? Rồi là khu vực ngủ nghỉ này, đây, giường này, tủ quần áo này, máy lạnh này, trần trí thạch cao mới toan, đẹp lung linh, đấy, ok chưa? Y như một căn nhà rồi đấy quý vị ạ, căn nhà phố rồi đấy. Ở đây có 8 phòng, phòng nào cũng giống phòng nào quý vị nhá. Tuấn Nguyễn quay qua trong một phòng thì quý vị biết rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống lầu 2. Đúng không? Có thang máy quý vị nhá. Đó. Thang máy này là bao nhiêu ký bác? 500. Lầu 2 lầu 3 giống nhau. Năm trăm ký thang máy đây quý vị. Đỉnh chưa? 1450 mét sàn. Wow.
thống camera an ninh. Ở đâu cũng có hệ thống camera an ninh quý vị nhá. Ở lầu 2 này chúng ta có bao nhiêu phòng anh? Cái này 6 phòng. 6 phòng. Điện tự động sáng tắt. À, điện cảm ứng tự động luôn. Đấy, đây là khách đang thuê đây quý vị nhá. Đó, Tuấn Nguyễn không quay. Đấy, ở đây thì đa số khách đang thuê. Quý vị nhìn dép ở đây quý vị biết. Rất là đẹp. Rồi. Có cái phòng nào trống không? Chúng ta quay tượng trưng cho quý vị khán giả biết, còn những cái phòng có dép là quý vị biết là người ta đang thuê, mình không nên quay, đúng không ạ? Đây, quay những phòng trống tượng trưng này cho quý vị xem, khu vực và nơi ngủ nghỉ trước, đây, giường này, máy lạnh này, cửa sổ này, đó, đây là khu vực không gian phòng ăn, phòng bếp ở đây, hai phòng ngủ, đấy, hai phòng ngủ, căn này là hai phòng ngủ, có nhà vệ sinh ở giữa đây. Đó, bên đây là phòng ngủ số 2. Đấy, máy giặt này, tủ này, tủ lạnh này, bếp này, đầy đủ luôn. Cho hết. Cho hết luôn. Đây là khách ở rồi, có người thuê rồi, Tuấn Nguyễn không quay. Thì quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta, tòa nhà này rất phù hợp để kinh doanh nhà nghỉ khách sạn và căn hộ cho thuê, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta xuống lầu 2 bằng thang bộ hay thang máy? Thang bộ đi. Có thang bộ nhá quý vị nhá. Từ lầu 2 là có thang bộ. Lầu trệt xuống lầu 2 có thang bộ, còn từ lầu 3 trở lên chúng ta đi thang máy. Là đây là 5 phòng. Lầu 2 5 phòng. Thì tổng chúng ta có 19 phòng quý vị nhá. Ở đây thì có người đang thuê. À, quý vị nhìn thấy không? Đó. Ở đây người ta sinh sống rồi, có con nhỏ là quý vị biết rồi đấy, đúng không? Đây nữa, cho nên Tuấn Nguyễn không quay bên trong. Phòng này chắc cũng có người đúng không? Rồi, người ta thuê Trung Quốc. Đài Loan, Trung Quốc thuê đây quý vị nhá. Đó, hệ thống wifi này, khu vực phơi đồ của khu chung cư này. Đó, quý vị thấy không? Xuống lầu 1. Đây cũng là phòng luôn. Bây giờ chúng ta xuống lầu 1. Đây, cầu thang xịn sò này. Đó. Điện tự động ngắt. Đây là nhà xe. Đây là khu vực nhà xe và cầu thang bộ và thang máy kết hợp quý vị nhá. Đó. Cho những người thuê là chúng ta để dưới đây. Đấy, dưới này thì có nhà vệ sinh ở trong. Chúng ta để được rất nhiều xe khu vực thang máy đây. Nếu như chúng ta làm khách sạn thì đây là quầy lễ tân quý vị nhá. Và anh chủ nhà đang lắp thang máy. À xin lỗi quý vị, đang lắp cầu thang. Đấy quý vị nhìn này, đó. Đấy, người ta đang lắp cầu thang khu vực này, quý vị yên tâm đúng không ạ? Trần cũng đang làm sửa lại chút xíu nữa cho nó đẹp lung linh. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài được không? Lại đi lên lầu à? Lại đi xuống à? Không có cửa đi ra đó à? Có nhưng mà không mang chìa khóa. Tí chào luôn nè, mấy cậu lại thắng. Chưa được. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong cho quý vị nhìn cái tòa nhà của chúng ta này, thông thiên y như một cái gọi là cái sảnh này là cái sảnh khách sạn lớn quý vị nhá. Đó, quý vị thấy chưa, 19 phòng cho thuê, 4 kiosk ở dưới và một mặt tiền chính. Đó, có thu nhập và tổng cái tòa nhà này là hơn 100 triệu một tháng quý vị nhá, 120 đến 130 triệu trên một tháng ở cái tòa nhà này. Đấy. Tặng nội thất tương đối cho quý vị đúng không? Anh chủ nhà chỉ lấy những cái đồ mà gọi là sưu tầm của anh ấy thôi. Còn đâu tặng hết cho chúng ta quý vị nhá. Một tòa nhà tân cổ điển. Có thang máy này, có dàn năng lượng mặt trời này. Đó, quý vị thấy kinh chưa? Có máy phát điện này.
tất cả đều tiền tỷ. Đó, một tòa nhà góc hai mặt tiền đường đắc địa nhất trung tâm thành phố Thuận An. Đấy, nội thất bằng gỗ vỏ đỏ, khu vực này là chủ nhà ở. Quý vị thấy không? Tất cả bằng gỗ vỏ đỏ lát. Khu vực cầu thang đi lên xuống. Gara ô tô. Gara ô tô. Đấy, mặt tiền, phòng ăn, phòng bếp chúng ta kết hợp ở đây. Đó. Bệnh viện kế bên, trường học kế bên luôn. Vâng, Tuấn Nguyễn sẽ đi ra bên ngoài và Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn. Thưa quý vị, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong đúng không ạ? Cho quý vị xem một cái tòa nhà phải nói là cực kỳ khủng luôn. Diện tích cực kỳ lớn. Đấy, 320m² đất. Đấy. Sàn thì có 1450m sàn. Đấy, đa công năng sử dụng cho thuê, đắc địa ngay trung tâm thành phố Thuận An như thế này. Đấy, giá cho thuê full công năng 130 đến 140 triệu trên một tháng. Bây giờ anh chủ về quê quý vị nhá. Đây. Về quê. Đó. Về Thanh Hóa bán rẻ căn nhà này. Giá hiện tại chỉ còn 23 tỷ quý vị nhá. Tuấn Nguyễn lúc nãy đã báo cho quý vị rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn xin báo lại một lần nữa thôi. Giá 23 tỷ còn thương lượng. Đấy, quý vị còn thương lượng nữa quý vị nhá. 23 tỷ cho một căn biệt thự tân cổ điển đắc địa như thế này. Đây, đẳng cấp. Đấy. Quý vị thấy chưa? Vâng. Vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Đó. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh, subscribe kênh, chia sẻ kênh cũng như hãy ấn chuông để có nhiều video mới mỗi ngày để cho quý vị lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn để cho quý vị mua đúng không ạ? Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Đấy, mong rằng hãy liên hệ sớm được với những khách hàng tiềm năng đúng không ạ? Thiện chí mua căn tòa chung cư này, tòa biệt thự lâu đài này. Đó, 23 tỷ chúng ta còn thương lượng rất nhiều quý vị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.